Tối ngày 17 tháng 1, thông tin từ Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 9 cho biết lực lượng cứu hộ cứu nạn của đơn vị đã chuẩn bị sẵn phương tiện, trang bị để thực hiện công đoạn cuối cùng rút hai đoạn ống bê tông còn lại, đưa thi thể bé trai 10 tuổi lên mặt đất. Theo đó, Quân khu 9 đã đưa xe chuyên dụng và phương tiện đi cùng, thiết bị dò tìm tổng hợp và 15 cán bộ, chiến sĩ túc trực xuyên suốt tại hiện trường, sẵn sàng tham gia cùng với các lực lượng cứu hộ đẩy nhanh tiến độ đưa thi thể bé trai lên mặt đất. Hiện tại, gầu cạp đã cạp được khoảng 25 đến 26 mét tính từ mặt đất tự nhiên. Lực lượng cứu hộ đang hàn nối và đưa ống vách tròn đường kính 2 mét xuống bao quanh trụ bê tông có nạn nhân để bảo đảm an toàn cho lực lượng thi công làm nhiệm vụ, đề phòng bị sạt lở đất. Đã triển khai hệ thống ống nước để chuẩn bị bơm nước từ hố lên trên mặt đất và sẵn sàng lực lượng, phương tiện để rút và đưa hai đoạn ống bê tông còn lại lên trên mặt đất. Tại hiện trường, ngoài các thiết bị chuyên dụng của quân đội còn có hai chiếc xe cầu 50 tấn, một chiếc xe cầu 80 tấn, một chiếc xe xúc đào dùng gắn bố rung đóng cừ ván thép, xe xúc đào dùng đào đất và giải phóng mặt bằng. Ngoài ra còn các phương tiện, trang bị hỗ trợ khác như máy phát điện, máy hàn, thiết bị bơm nước áp lực cao. Chiều cùng ngày, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp cho biết đội thi công đã đào đất đến độ sâu 27 mét so với đầu cọc bê tông, trong quá trình đào sử dụng bentonite để giữ ổn định thành vách. Tiến hành gia công hệ khung đỡ và hàn nối hai đoạn ống vách D2100, mỗi đoạn ống dài 12 mét và thực hiện hạ ống vách D2100 đã hàn dài 24 mét.